chào mừng quý nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đàm à, hôm nay cửa hàng mình vừa về cái sạc nhanh của hãng Total đây là cái dòng sạc thông minh à, mới về nha anh em cái dòng này bên cửa hàng mình đang bán với giá là 320 ngàn ha cái dòng này dòng sạc ra 4A nên nó sạc rất là nhanh luôn ví dụ như cục pin này thì nó sẽ sạc trong vòng nửa tiếng đồng hồ 30 phút là đầy còn cục pin 4A dù cục pin 4A thì nó sạc trong vòng 1 giờ đồng hồ thì cái cục sạc này nó có thể sạc cho in cò và tô những cái dòng mà pin xe như thế này anh em ha pin 20V max xe này là là 2A và 4A của in cò -tò đều sạc được hết nha thì anh em mà đang mua cái cần một cục sạc nhanh á, thì có thể liên hệ cái hàng mình ha, giá rất là rẻ luôn chỉ có 320 000 thôi dòng dòng công nghiệp anh em á dòng công nghiệp và cái dòng sạc có nó ra là 4A nguồn điện nó từ 110 đến 240 À, 110 24 50 60 hz ha. Cái à, công suất là 105 W dòng 21V dòng ra là 4A 4A nên nó sạc rất là nhanh anh em cái này thì nó có mạch bảo vệ này ha này, này là mà cục sạc uh, nhanh thông minh của hãng Total đó thì giờ mình sẽ cắm thử sạc cho anh em xem nha à, khi cắm điện vào thì đèn xanh nó cháy anh em anh em cắm vào thì nó sẽ chớp à, khi nào đầy thì nó sẽ ngắt nha anh em đầy thì nó sẽ báo qua ở trên đây nè ví dụ như mình cắm sạc anh em thì nó chớp chớp là đang đang sạc còn nếu nó mà bao nhảy đỏ nghĩa là báo lỗi ha nghĩa là nhảy đỏ đỏ nó có hai dạng đỏ nó có hai dạng ha dạng một cái là nhiệt độ nóng quá thì nó báo đỏ đó thì hai nó là pin nó hư đó nó có hai loại nếu mà nó đứng luôn á nghĩa là pin nó hư còn nó chớp chớp á nghĩa là nhiệt cục sạc này nó nó nóng là nó báo này ha thì chúng ta cho nó nghỉ ok ha đó không gì nhiệt độ không nhiệt độ nhiệt độ này nhiệt độ của pin ha chứ không nhiệt độ của cục sạc em nhiệt độ của pin nó nóng quá thì chúng ta để cho pin nó nguội chúng ta sạc nha đó anh chỉ vậy thôi ha nó có hai cái một anh em xanh như này chớp xanh á có nghĩa là nó đang sạc còn nó mà nằm đỏ đó ha nó 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 đèn báo đỏ không là pin nó hư nha nằm đỏ không là pin hư còn nếu mà nó chớp đỏ thì cái cục pin này nè nó đang nóng quá chúng ta nên rút ra cho pin nó nguội chúng ta sạc để cho nó bảo vệ ha nó bảo vệ pin tuổi thọ pin nó lâu hơn đó dòng này thì hàng nó mới vừa về luôn anh em á đó mới vừa về luôn khi nó đứng á, là nó sẽ đầy đang chớp cho anh em khi nó đứng là nó sẽ đầy ấy. anh em cứ nó không có báo đỏ cứ nếu mà báo đỏ là một báo luôn ấy, thì cục pin này nó bị lỗi còn nếu mà chớp đỏ là pin này nóng khi mà chúng ta đang xài á uh, ép nó dụ vậy cục pin nóng quá cắm sạc vô thì nó báo nó sẽ nhận diện được nó báo và khi đó chúng ta nên cho pin nó nguội đi thì chúng ta hãy sạc để nó chỉ nó bảo vệ nó bảo vệ mạch trong đây hay bảo vệ những cell trong đây những pin chúng ta giúp cho pin chúng ta tuổi thọ nó bền hơn anh em nha thì mình xài những cái đó thì mình kỹ một chút rồi, cục sạc này 320 000 cho một cái cục sạc nhanh của hãng Total. Hàng đang có sẵn nha anh em. Anh em có thể liên hệ được mua hàng. Đó. Anh em lưu ý sạc này chỉ sạc cho dòng hai cái dòng này thôi nha. Nó hai cái dòng pin in Total mà dạng 20V uh, 4A hoặc 2A dòng xe nha anh em, dòng xe nha. Chỉ dòng hàng đó thôi, còn dòng mà E20 là nó không có sạc được. nên em lưu ý ha. Đó. Rồi ok anh em, anh ấy nhu cầu mua thì liên hệ số thoại nhớ anh em lưu ý giá này chưa bao gồm phí ship nha, anh em mua hàng cộng thêm phí ship hàng hoặc anh em ghé cái hàng mua thì 320 000 ở tỉnh thì chúng ta cộng thêm phí ship. À, cục này khoảng cỡ 30 000 tiền ship anh em nha, cỡ đó. Thì thành 350 rưỡi anh em ở tỉnh thì mua khoảng 350, còn anh em ghé cái hàng mua thì chỉ có 320 thôi nha, hàng mình cái hàng mình có sẵn luôn. Anh em có thể ghé cái hàng mua bất kỳ lúc nào. Nha. Rồi, Ok ha. Bây giờ mình đọc cái mã cho anh em là TFCLI2003. TFCLI2003 nha. Hàng Toto là hàng chính hãng, Toto sản xuất tại Trung Quốc nha anh em. Đó. Bảo hành cục sạc này 3 tháng cho chúng ta nha. Bảo hành 3 tháng thôi.